Xin chào các bạn, mình là Ngân Hà và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn bí kíp để giữ gìn làn da cũng như vóc dáng khỏe mạnh. Và một việc mà Ngân Hà không bao giờ có thể quên làm mỗi sáng đó chính là uống một cốc bột cần tây. Không chỉ là một loại rau mà nó còn là một loại thảo dược rất là quý. Bởi tác dụng đầu tiên đó chính là giúp chúng ta giảm cân cũng như là giữ vóc dáng thon gọn. Như các bạn cũng biết thì trong bột cần tây có một loại hợp chất tên là pre-butyl, và hợp chất này thì sẽ giúp chúng ta đánh tan mỡ máu cũng như là đốt cháy các lượng calo ở trong cơ thể. Và lợi ích thứ hai đó chính là đẹp da và chữa lành mụn. Bột cần tây còn chứa rất nhiều lượng sắc tố carotein giúp cho cải thiện làn da một cách tổng thể từ cấp độ phân tử, và làn da của bạn sẽ luôn luôn săn chắc, mịn màng cũng như là đẩy lùi tất cả các dấu hiệu lão hóa, chảy xệ. Và tác dụng cuối cùng của bột cần tây đó chính là tăng cường sức khỏe tim mạch. Như các bạn cũng biết, LDL hay là lipoprotein là các loại cholesterol xấu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim này, đột quỵ này hay là tắc nghẽn động mạch. Và cần tây thì đã được khoa học chứng minh là làm giảm nồng độ lipid, đặc biệt là lipoprotein mật độ thấp hoặc là LDL. Thế nên là những bạn nào mà có mắc các bệnh về tim mạch hay là có cái khả năng nguy cơ cao về các vấn đề về tim mạch, mỡ máu thì các bạn rất nên cân nhắc để uống cần tây mỗi ngày. Và vì buổi sáng không có nhiều thời gian thế nên Ngân Hà không thể đi ra chợ mua cần tây, sau đó thì về là ép. Và đấy là lý do vì sao mà Ngân Hà đã chọn Jan's Powder, bột cần tây sấy lạnh, để có thể sử dụng pha chế một cách trực tiếp cũng như là rất là tiện lợi. Và lý do để Ngân Hà an tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm của Jan's bởi vì đây là bột cần tây được sản xuất bởi công nghệ sấy lạnh bản Sasaki, giữ 99% màu, mùi và hương vị so với cần tây tươi. Và thứ hai, đó chính là tất cả những cọng cần tây của Jan's Powder đều được trồng tại cao nguyên Đà Lạt cao 1.500m, cũng như là áp dụng công nghệ chăm sóc cũng như là chế biến tiên tiến của Nhật Bản, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu, hiệu quả và tươi sạch đến với khách hàng. Và cuối cùng thì sau khi thu hoạch, tất cả những cọng cần tây tươi sẽ được nghiền chậm bằng cối đá tự nhiên, từ đấy đảm bảo giữ nguyên hương vị và không mất chất. Hãy cùng với Ngân Hà uống bột cần tây Jan's Powder mỗi ngày, cân bằng từ bên trong để cuộc sống thành công.